Nào mà thịt con lớn nó kêu inh ỏi thế này. Bảo quản đồ tài thần thánh mới được. Ôi giời ơi, phải bảo vệ cái mũi nữa. Tìm lại đi, hãy tìm lại cho mọi người. Cái nhà này lạ thật đấy. Hát to inh ỏi mà không ai ra. Đánh mình một cái, không quan tâm. Đi sang nhà búp bê cho nó mau. Vẫn là con chưa một lần quánh búp bê, nhìn về tương lai mà thấy sao mà tịt thế này. Cạnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn chiếu cây răng gánh vào lợi rồi. Điếc tai quá, chỗ cho mày ầm ĩ ồn ào ở đây à con cám kia. Lâu, mic vẫn tốt, xin trân trọng thông báo, chị đây rất muốn hát. Hát là niềm đam mê của chị. Mày làm sao? Mày làm gì được chị? Mày muốn chết à? Hay là đôi ta hẹn ước? Chết mày! Từ hư vô. Còn lạ lùng. Mẹ ơi. Ui, con cám về. Phép thuật Queen Enchantis. Mẹ ơi. Đâu rồi? Tưởng hồi nãy ngồi trong nhà mà ta. Đang định gửi cho mẹ món quà. Chán thật ấy. Quà gì đây? Còn có món quà đặc biệt tặng mẹ nè. Răng khôn của con vừa mới nhổ. Quà nào? Răng á? Ô hay. Này, mày đi đâu mà quần áo xộc xệch thế kia? Lôi thôi lấy hết. Cả cái vết bầm tím này ở đâu ra đây? Mày đi trêu người để phá làng phá xóm đúng không? Mày ngồi yên đấy, tao dạy cho mày một bài học. Hừ lắm rồi. Mẹ nhìn cho kỹ nè. Biến kiểu gì mà nhanh thế? Mẹ nhìn thấy gì chưa? Cám. Ủa? Mẹ giấu cái gì đây? Có gì đâu. Sao mà qua mắt được con? Hết rồi. Của ngon vật lạ toàn đem đi giấu. Thế để ra làm gì mắc mệt? Thế mày có muốn uống nhiều sữa không? Quá. Thế có muốn nhận nhiều quà không? Ba lô, quạt, bóng. Quà đấy thì ai mà chẳng muốn. Nghe rõ này, có làm ấy thì mới có ăn. Có ăn mà không có làm. Muốn ăn mà không có làm ấy thì ăn. Cái này này, đi, mẹ đưa ra chỗ kiếm sữa, nhanh lên. Quà tới đây. Con sẽ đinh hết quà hết sữa nhà anh Hoàng Chị Tắm về cho mẹ xem. Nhớ đây. Đẳng cấp của con.
kinh rồi. Cho thần xin miếng. Quạt đi, nóng quá. Nhưng mà nhiều quà nhiều sữa thế này mà chẳng ai đến lấy nàng nhờ. Hiếp cũng thấy vậy. Này, mở đấy, vào mở. Suốt ngày uống trộm tưởng ta không biết nha. In. Banh. Hàn. Chào hai mẹ con. Hello. Nghe nói ở đây có nhiều quà nhiều sữa lắm nè. Mà không biết là cái này cho em nha. Cái tay, bỏ xuống. Muốn có sữa thì phải vận động. Phải làm, rõ chưa? Biết chưa? Thế à, mẹ con tao xin. Ê, bình tĩnh. Từ, nghe phổ biến luật chơi đã. Hai mẹ con mình có gì mà phải tranh giành với nhau nha. Hai người chơi, không người này thắng thì người kia thắng. Một ruột hết đi mà. Nhanh để con về nhà. Có em anh Hoàng ơi, em tham gia nữa. Này, cái con bụng bự kia, chỗ này là mẹ con tao tới trước. Mày béo lắm rồi, mày về nhà đi. Chơi cái gì mà chơi. Mẹ con bà chắc mi nhon lắm à, không cho người ta. Ta tham gia nữa. Đông người thế nhỉ. Tình hình không ổn rồi. Hai mẹ con không phải lo, chơi đông mới vui. Nàng nha. Đúng rồi. Ui, chơi gì, chơi luôn đi anh ơi. Em là em háo hức lắm rồi ạ. Phổ biến nhanh lên để con chơi. Được thôi, vậy thì phần thi xin phép. Bắt đầu. Luật chơi như sau. Một người thổi bóng, tiếp đó đưa cho người còn lại có trách nhiệm giữ bóng và bật nhảy lên trên. Tiếp đó thì đặt bóng xuống ghế và ngồi lên trên bóng nổ sẽ được tính là một quả. Đội nào giành được 3 quả trước sẽ chiến thắng. Mọi người đã hiểu rõ luật chơi chưa? Dạ. Vậy thì trò chơi bắt đầu. Thổi nhanh lên, hai mẹ con nó phổi to, thổi nhanh lắm á. Cú lịch, cảm ơn. Sữa ơi. Nhanh lên, họ sắp xong rồi kìa. Không phải lo. Cú lịch. Ôi chưa. Giật hết cả mình. Giữ bóng cho chắc vào. Mẹ yên tâm, lần này là chuẩn luôn. Người thấy được. Thổi đi, nhanh lên. Xong rồi, tới người đó. Cố lên cảm ơn, cố lên con, cố lên. Nhanh lên, nhanh lên đi con. Mạnh nữa lên cám. Thở cái. Ui, bọn nó sắp tới đích rồi kìa. Chụp hội nữa sao? Vỡ thần dưỡng. Đáng đời. Tới rồi. Chuẩn bị nào. Hay. Sao mãi không nổ thế này? Sức mạnh ngàn cân. Hay. Cũng lợi hại đấy. Không uổng công sức của ta. Mẹ ơi, sao con thổi giữ chặt lắm mà nó vẫn bay với lại nổ. Bên kia thổi còn to hơn nữa. Giờ số mình đen hay là nó lừa đảo ta. Mọi người nhanh lên nào. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nhanh lên. Cố lên cảm ơn. Định thổi tiếp nữa sao? Trà vô, con gái ơi. Quá, lại nổ nữa. Dám chơi bẩn à? Bà là xì bù. Phạt búp bê, thẻ vàng. Không được chơi gian lận nữa, nếu không lại, biết chưa? Ta biết rồi. Không chơi nữa thì không chơi. Đợi đấy. Ây chà. Hóa ra nó chơi đẻo mẹ con mình. Làm con thổi bụt mặt lên. Tao điếc cả tai rồi này. Con có cách. Ồ, sữa cuốn sô-cô-la lúa mạch à. Mẹ nói chỉ có chuẩn. Mày uống sữa làm gì đấy con? Mẹ xem con này. Mẹ cầm giùm con. Một hơi mà hết luôn á. Trời, tới con. Dù có chơi công bằng thì hai mẹ con nhà ngươi cũng đi sau ta cả một đoạn đường dài rồi. Xem ta đây. Nghĩ thắng mẹ con tao mà dễ á. Lên đi mẹ. Mau lên. Từ từ tới rồi. Ôi dồi ôi, cái mông của tôi. Bóng nè mẹ ơi. Trời ơi, sao mày không thổi trước đi. Nhanh lên đi. Nhanh
Bực hết cả mình. Ăn gian thì cứ nằm vàng ra đó. Mẹ ơi, con lại xong rồi. Mẹ về ngay đây. Tỷ số đang hòa nhau, hai đội mau chóng để giành chiến thắng cho mình nào. Lèo lèo lèo, bọn ta thắng rồi nha. Xong chưa? Đây rồi, đi đi. Lại là huy. Quả này hơi mạnh, sưng cái mông rồi. Bọn ta thắng rồi. Thế thì thua à. Lèo 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 lèo. Người không được tích sự gì cả. Chúng nó ăn gì mà khỏe thế? Khỏe gì đâu, người ta uống cun sô-cô-la lúc mạch đấy. Không biết gì thì lên Google mà tìm hiểu. Phần thi kết thúc. Đôi mẹ ghẻ và cám giành chiến thắng. Xin chúc mừng. Quà đâu? Đây là phần quà đầu tiên dành cho hai mẹ con. Với 3 thẻ vận động đổi một túi bút cun, hoặc 6 thẻ vận động đổi một quạt cầm tay cun. Thẻ này đổi sao? Em là em thích cái quạt mát mát cơ. Đúng rồi, với 6 thẻ cun thì có thể đổi được một chiếc quạt, 10 thẻ cun thì được một quả bóng phản quang. Giờ thì hãy hô khẩu hiệu. Vận động cun cun. Qua bóng với quạt nè mẹ. Cái này chơi vui nè con. Bao nhiêu phần quà giá trị vì mày cả đấy mà tao không có được. Rõ ràng là do ngươi thổi chậm, giờ lại đổ lỗi tại ta. Còn cái nữa à? Quạt mát, bóng hiện. Về tổ chức giải ao làng đi mẹ. Tơi luôn. À mà hình như còn nhiều quà lắm ý. Còn trà nữa á, chơi nốt đi chị. Vậy thì chúng ta cùng đến với phần thi tiếp theo thôi nào. Yeah. Ôi thế, ta không có à? À đây. Giờ thì nghe kỷ luật của trò chơi thứ hai nhé. Chơi sao? Nổ luôn đi cho nóng. Ở phần thi này, mọi người sẽ dùng chiếc mỏ thần kỳ đó đâm vỡ hết những trái bóng ở đây. Sau đó, bạn ở dưới này sẽ có trách nhiệm cầm dây Mentos và chọn đúng một chai nước lọc ở bên dưới. Nếu mà chọn sai, thì mọi người biết hậu quả rồi đấy. Hãy chuẩn bị tinh thần nào. Giờ thì phần thi bắt đầu. Cầm cho mẹ. Hồi hộp thế. Cố lên, cố lên. Đây, nhìn cho kỹ mẹ ghẻ thể hiện nha. Cố lên búp bê. Ui, của họ vỡ rồi kìa, búp bê. Ủa, mình đã căng chuẩn rồi mà ta. Mẹ ơi, cố lên. Tình hình búp bê thua chắc rồi. Có làm được việc không búp bê? Nó không làm được đâu. Mẹ ghẻ sắp xong rồi kìa. Biết rồi nhưng mà nó không nổ. Để ta cố gắng. Nổ đi. Em áo hồng xinh xinh. Hay quá mẹ ơi. Bà quả rồi đó, cố lên. Cố lên mẹ ơi. Ui dồi ôi. Sang chấn tâm lý. Nó làm cách nào mà mau thế chứ. Này, định ăn gian à? Một lần nữa là loại ngay nha. Ta đã ăn gian đâu chứ. Cẩn thận thẻ đỏ này, liệu mà làm. Còn có một quả thôi. Không được ăn gian thì ta vẫn đổi công. Xong chưa? Còn có một quả thôi kìa. Cố lên. Nổ đi. Nổ tiếp đi nè. Một quả nữa thôi. Xong rồi. Thằng bóng, ta thắng mẹ ghẻ rồi đó. Chơi cái gì mà kinh thế. Được. Cảm ơn, cố lên. Ui, xong rồi. Chọn chai nào đây? Con liều ăn nhiều vậy. Chọn chai này. Ui. Ui. Búp bê ơi, đoạn rồi. Tao không nghĩ là nó phun mạnh như thế đâu á. Nhẹ nhẹ tay cho em. Ngươi cứ yên tâm, kiểu gì mặt ngươi cũng giống như mặt mo mà thôi. Chỉ có mày mới thế thôi. Ừ đấy, giỏi thì chọn đi xem nào. Bác Hồ bảo cám chọn cái này. Không ổn. Cái này mới đúng nè. Chọn đi xem nào.
Không phải, không phải. Hay là bên này? Nhanh đi, lâu thế. Thì đây, chọn phát cuối rồi nè. À. Ừ. Không bằng. Hả? Không bằng sao? Cả cuộc đời tao chỉ làm việc tốt, tích đức, nên là ông trời thương, không có bị bắn từ lưa vô mặt như ai đó đâu. Kết quả phần thi thứ hai, đội chiến thắng chính là mẹ con Cam. Xin chúc mừng. Đồ thiên vị. Thì người ta là gia đình với nhau mà. Vô dụng. Mang quà đây xem nào. Nhanh gọn lẹ lên. Chỗ này đổi được gì mẹ nhỉ? Chỗ này đủ để hai mẹ con đổi được hai ba lô hết đi đấy. Ơ, chiếc thẻ này lạ nhỉ? Cái này đổi được gì vậy anh chị? Xin chúc mừng em Cam đã đạt được một chiếc thẻ siêu vận động và có thể đổi được một đôi giày patin cool. Wow, giày patin. Ê, trốn lấy đi. Đã vô dụng còn nói gì? Để ta cùng với chính thẻ này sao? Vận động cùng cool. Wow, đẹp quá. Chúc mừng hai mẹ con. Tên tên. Và cuối cùng sẽ là phần quà tặng thêm cho hai mẹ con. Chúc cho hai người có thật nhiều sức khỏe và vận động thật trẻ luôn. Dạ, em và mẹ cảm ơn nha. Thôi đi về. Còn của bọn ta? Hai người thua cuộc vào đầu quả. Không thể như thế được. Mẹ thi triển võ công cẩn thận nha. Ít. Sướng sướng sướng. Ui giời, quay tiếp thà là luôn. Hai mẹ con nhà mày trả lại quà cho tao. Nhanh lên. Ui giời, lại cái thói đây. Về con ơi. Mẹ bám chắc nha. Ừ, mau. À, ui giời, không sao mẹ. Ngã ở đâu đứng lên ở đó. Ui đau. Ui mẹ ơi, đừng thương con nữa. Tạo huynh quá, chân tay nó loạn hết cả lên. Hai mẹ con nhà kia, đứng lại cho ta.